Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ đá lạnh kém chất lượng. Thiếu quản lý trong hoạt động kinh doanh dịch vụ mô tô nước tại Sầm Sơn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn. Quân dân trên đảo Cồn Cỏ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương gắn với phát triển du lịch và kinh tế biển. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, lao động có hợp đồng lao động từ 1 đến 3 tháng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đến nay, sau 5 tháng triển khai, cả nước mới có 8.000 người tham gia. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước tính trong cả nước, số lao động có hợp đồng lao động từ 1 đến 3 tháng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là khoảng 2 triệu người. Tuy nhiên hiện mới có 8.000 người tham gia. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc khai báo của doanh nghiệp chưa nghiêm túc. Do đó, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tăng cường công tác thanh tra giám sát hoạt động của các doanh nghiệp. Về tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, hiện tổng số nợ bảo hiểm xã hội trên cả nước là khoảng 10.450 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiến hành thanh tra các doanh nghiệp có số nợ đọng từ 3 tháng trở lên. Riêng đối với những doanh nghiệp nợ kéo dài từ 6 tháng trở lên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiến hành thanh tra đột xuất. Ngày 31 tháng 5, Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tại Việt Nam chính thức công bố bản báo cáo những trẻ em bị loại trừ cùng bảng xếp hạng những quốc gia tốt nhất thế giới cho trẻ em. Theo đó, Việt Nam đã rớt từ hạng thứ 92 xuống hạng 96 trên bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất thế giới dành cho trẻ em. Theo báo cáo, Việt Nam đã làm tốt hơn một số nước như Campuchia, Indonesia và Philippines trong việc đảm bảo cho trẻ em có được một tuổi thơ an toàn và hạnh phúc. Tuy nhiên, sự bất bình đẳng đang ngăn cản những trẻ em nghèo nhất của Việt Nam có được cơ hội này. Báo cáo những trẻ em bị loại trừ đánh giá các quốc gia dựa trên một loạt các chỉ số như tình trạng tảo hôn, mang thai ở tuổi vị thành niên và tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Trong đó, chỉ số liên quan đến suy dinh dưỡng là chỉ số mà Việt Nam bị đánh giá là đạt được tiến bộ ít nhất. Hơn 24% trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, cao hơn gấp 3 lần so với mức trung bình của cả khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Trẻ em nghèo ở Việt Nam có nguy cơ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi cao gấp 7 lần so với trẻ em giàu và có nguy cơ phải lao động sớm cao gấp 8 lần. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 111 về việc triển khai thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018 với chủ đề xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền địa phương, hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức tháng hành động vì người cao tuổi, đảm bảo từ 80 đến 100% người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được thăm hỏi, tặng quà và được trợ giúp thông qua các hình thức khác. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 đến 2 lần một năm vào các dịp ngày truyền thống người cao tuổi mùng 6 tháng 6, ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Lập sổ quản lý sức khỏe người cao tuổi tại các cơ sở y tế xã, phường, thị trấn. Rà soát, nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu cho cấp ủy chính quyền, huy động nguồn lực và tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, vụ thu mùa năm 2018, Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng gần 167.000 ha cây trồng các loại, sản lượng lương thực phấn đấu đạt trên 730.000 tấn. Ngay từ cuối vụ chiêm xuân, các doanh nghiệp đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động cung ứng, chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp để phục vụ công tác sản xuất cho vụ thu mùa. Đến hết tháng 5, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ lượng giống và 80% lượng phân bón sẽ sử dụng trong sản xuất vụ thu mùa năm nay. Cùng với đó, để đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp phục vụ công tác sản xuất của vụ thu mùa năm 2018, từ tháng 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, thực hiện công tác thanh kiểm tra, giám sát, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp, đặc biệt là tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm sớm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Trước tình trạng giá thịt lợn trong nước liên tục tăng cao, thậm chí cao hơn giá thịt lợn Trung Quốc đã khiến nhiều người lo ngại tình trạng nhập khẩu ngược thịt lợn từ Trung Quốc về Việt Nam. Cho đến nay, các cơ quan hải quan chưa ghi nhận việc thịt lợn Trung Quốc được nhập vào Việt Nam.
Theo các chuyên gia, với mức giá hiện nay thì lợn Trung Quốc khó vào Việt Nam vì lợi nhuận chưa hấp dẫn. Bởi chỉ riêng chi phí vận chuyển thịt lợn từ biên giới vào khu vực phía Nam cũng đã lên đến 7.000 đồng một kg, chưa kể các loại phí rủi ro khác. Bên cạnh đó, nguồn cung trong nước hiện nay khá dồi dào nên giá thịt lợn thời gian tới không thể tăng quá đột biến, tạo chênh lệch cao về giá giữa ta và Trung Quốc. Hiện nay, đại diện của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang liên tục khảo sát tại các tỉnh biên giới để kịp thời xử lý nếu có tình trạng nhập khẩu thịt lợn ồ ạt từ Trung Quốc vào Việt Nam. Vào thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng đá lạnh của người dân tăng cao. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là chất lượng đá lạnh hiện nay chưa được quản lý một cách chặt chẽ, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Túi ni lông, bao bì, đồ dùng sinh hoạt lẫn cùng dụng cụ sản xuất đá. Dây chuyền sản xuất cũ kỹ, hoen rỉ. Sàn nhà đầy vật dụng, chứa đầy nước ố vàng. Tất cả mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cơ sở này đều diễn ra trên diện tích chỉ vài chục mét vuông. Đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi lại được tại cơ sở sản xuất đá sạch Nguyên Hường trên đường Lê Hữu Lập, thành phố Thanh Hóa. Với những hình ảnh trên, dư luận đặt ra câu hỏi liệu danh nghĩa đá sạch có thực sự sạch hay không? Còn tại một cơ sở sản xuất đá sạch khác, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Công nhân làm việc tại đây không được trang bị bảo hộ lao động. Đá sạch được đựng trong các bì ni lông lớn và không hề có bao bì riêng cho sản phẩm. Bao biện cho hành vi của mình, chủ cơ sở này cho biết. Bao bì này là tôi mua của cái nhà chị nhà hàng. Là vì hắn có một cái chất ni lông ở bên trong là đi là vừa đá đỡ chảy ra nước, đỡ hao cho khách hàng. Mà thứ nhất là cái bì ni này là mình cũng là đập đá hắt không nát, cho nên là phải dùng cái loại bì đây. Chứ còn nếu mà cái bì kia mỏng quá thì đi vừa gió lại nhanh chảy đá. Thông tư 15 năm 2012 của Bộ Y tế về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm quy định. Cơ sở sản xuất phải có đủ nguồn nước sạch đảm bảo cho sản xuất, không bị đọng hoặc ngập nước. Diện tích nhà xưởng phải phù hợp với công năng sản xuất. Bao bì sản phẩm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có khu vực chứa đựng riêng. Người sản xuất trực tiếp phải được trang bị bảo hộ lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít các cơ sở sản xuất đá lạnh có thể đáp ứng được các yêu cầu này. Theo số liệu thống kê từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh chỉ có 35 cơ sở sản xuất đá viên được công bố hợp quy chuẩn. Điều này cũng có nghĩa là đang tồn tại rất nhiều cơ sở sản xuất đá lạnh chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn, chất lượng, gây nguy hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Người ta có thể là cúp cắt đi bớt những cái chi phí mà đáng ra là phải có. Thì như là những cái hệ thống lọc nước, triệt khuẩn, hoặc là bao bì theo đúng đủ tiêu chuẩn, người ta chỉ dùng những cái bao bì thông thường trên thị trường thôi, thì cái đấy là làm cho giá thành nó hạ đi, bán rẻ hơn, thì như thế là cũng rất ảnh hưởng đến cái những nhà sản xuất chân chính. Các chuyên gia y tế cảnh báo, do được uống trực tiếp không qua bất kỳ khâu sơ chế chế biến nào, nên nếu nước đá nhiễm vi sinh có thể gây bệnh về đường ruột, tiêu chảy cấp. Một số trường hợp có thể gây suy thận. Ngoài ra, nếu nguồn nước sử dụng chưa qua xử lý, còn có nguy cơ tồn dư kim loại nặng hay hóa chất có khả năng gây ung thư cho người dùng. Dù chưa được Sở Giao thông Vận tải cấp phép, nhưng tại thành phố Sầm Sơn, loại hình kinh doanh dịch vụ mô tô lướt, còn gọi là mô tô nước, vẫn ngang nhiên diễn ra. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho du khách. Theo quy định, mô tô lướt sau khi hoàn tất thủ tục cấp đăng ký, đăng kiểm sẽ được Sở Giao thông Vận tải cấp phép hoạt động. Và dấu hiệu để nhận biết chính là số hiệu in ở mặt trước của mô tô như thế này. Thế nhưng phương tiện này lại không có dấu hiệu cho thấy đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Khi được hỏi vì sao cùng một loại hình dịch vụ nhưng có phương tiện được đánh số, có phương tiện thì không, phần lớn những người điều khiển mô tô nước ở Sầm Sơn đều lúng túng khi đưa ra lý do. Đang làm hồ sơ đăng ký đăng kiểm nên chưa kịp in trên phương tiện, hoặc mình chỉ là người làm thuê nên không biết phương tiện được cấp phép hoạt động hay chưa. Mô tô lướt là loại hình thể thao giải trí mạo hiểm trên biển. Dù xuất hiện tại Sầm Sơn chưa lâu, nhưng loại hình này đang thu hút rất đông du khách tham gia. Trong công tác quản lý thì chúng tôi thấy rằng là
có rất là nhiều nguy cơ là tiềm ẩn xảy ra cái rủi ro đối với khách mà tham gia cái loại hình dịch vụ này. Chính vì thế mà trong công tác quản lý hàng năm thì Công an thành phố Sầm Sơn đã chủ động và trực tiếp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành phương án phục vụ cho công tác quản lý. Theo Công an thành phố Sầm Sơn, hiện Sầm Sơn đang có 12 phương tiện tham gia kinh doanh dịch vụ mô tô nước. Song theo ghi nhận của phóng viên, tại đây đang có 23 mô tô nước hoạt động, có nghĩa là có tới trên 40% mô tô nước ở thành phố Sầm Sơn hiện nay chưa đủ điều kiện hoạt động. Đối với các phương tiện mà có biểu hiện hoạt động chui, chúng tôi sẽ có lực lượng chuyên trách để thường xuyên tuần tra kiểm soát và phát hiện thấy những cái phương tiện và các cá nhân mà vi phạm này thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và là sẽ phải tạm giữ phương tiện và yêu cầu các đơn vị này dừng ngay cái hoạt động vi phạm. Ngoài thành phố Sầm Sơn, các điểm du lịch trong tỉnh như xã Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa và xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia cũng đã bắt đầu đưa loại hình dịch vụ mô tô lướt vào hoạt động. Do đó, các lực lượng chức năng cần sớm tăng cường quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh các phương tiện chưa được cấp phép nhưng vẫn lén lút hoạt động, tránh nguy cơ rủi ro từ phương tiện này gây ra. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được tiếp tục với thông tin về các tổ chức từ thiện tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua. Câu lạc bộ Tâm Thiện Nguyện thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Mặt trận Tổ quốc phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa trao tặng 12 suất quà, mỗi suất trị giá 450.000 đồng, gồm quần áo và các vật dụng thiết yếu cho các gia đình sinh sống trên sông có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Làng chài Thành Công, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa hiện có hơn 100 hộ dân sinh sống. Các hộ dân đều làm nghề chài lưới, lênh đênh sông nước, trong đó nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tổ chức từ thiện cộng đồng 36 đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Thanh Hóa trao gần 1.000 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Trong đó, gần 100 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được trao các suất quà riêng với phần tiền mặt tặng thêm từ 100 đến 500 ngàn đồng. Tổng giá trị quà tặng trong đợt này là 45 triệu đồng. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình từ thiện cũng đã tổ chức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tạo không khí vui tươi ấm áp với mong muốn sẽ góp phần giúp các em vơi bớt những đau đớn do bệnh tật gây ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Báo điện tử VTV cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an sớm kết luận điều tra xử lý và công bố công khai vụ việc cà phê bị nhuộm lõi pin, sỏi đá xảy ra tại Đắk Nông. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe với vụ việc sản xuất cà phê từ phế phẩm cà phê, sỏi đá và nhuộm bằng bột pin tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Loan, thôn 3, xã Đắk Quơ, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông làm chủ. Đồng thời, Bộ cũng đề nghị các tỉnh tăng cường công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm với cơ sở chế biến cà phê, hồ tiêu, hạt điều và các loại nông sản khác, chú trọng thanh kiểm tra điều kiện sản xuất, chế biến kinh doanh, bảo quản nguyên liệu thành phẩm. Theo báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước ước 5 tháng năm 2018 vừa được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ, 5 tháng đầu năm, 23 bộ ngành trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới 10%. Thậm chí có đơn vị chưa giải ngân, thông tin trên tờ Nhà báo và Công luận. Theo thống kê của Bộ Tài chính, ước thanh toán 5 tháng đầu năm nay của các bộ ngành địa phương là hơn 94.000 tỷ đồng, đạt hơn 23% so với kế hoạch Quốc hội giao. Trong đó, hàng loạt đơn vị có tiến độ giải ngân thấp như Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, tỉnh Cao Bằng. Đáng chú ý có những đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn bằng 0% như Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Tổng công ty thuốc lá. Một thông tin đáng chú ý đăng tải trên báo An ninh Thủ đô, từ quý 4 năm 2017 đến nay, giá các loại giấy tại thị trường Việt Nam đã tăng từ 2,2 triệu đồng trên một tấn đến 2,7 triệu đồng một tấn. Giá giấy tăng dồn dập gây áp lực rất lớn lên các doanh nghiệp in ấn cũng như giá các sản phẩm in ấn. Tờ báo lấy ví dụ, chỉ trong vòng 2 tháng vừa qua, giá giấy in báo đã tăng thêm 2,3 triệu đồng một tấn và khả năng sẽ tiếp tục tăng giá. Đây là mức tăng rất cao của mặt hàng này trong những năm gần đây.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo An ninh Thủ đô, nguồn cung giấy in báo cho Việt Nam chủ yếu từ Philippines, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Thuế xuất nhập khẩu vào Việt Nam được ưu đãi 0%, vận tải thuận lợi. Song gần đây, một nhà máy giấy hiện đại của Malaysia có công suất 200.000 tấn một năm đã đóng cửa nên nguồn cung giảm mạnh. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đóng cửa các nhà máy sản xuất giấy nhỏ lẻ, tạo nên sự thiếu hụt nghiêm trọng trong nguồn cung giấy và bột giấy tại thị trường khổng lồ này. Đây là một trong những lý do quan trọng khiến nguồn cung thiếu hụt, giá cả liên tục tăng cao. Báo Sức khỏe đời sống cho biết, trước tình hình dịch bệnh do virus Ebola diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Bộ Y tế đã đánh giá tình hình dịch bệnh Ebola nhằm xác định mức độ nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào nước ta, cũng như đề xuất các hoạt động phòng chống dịch phù hợp tại Việt Nam. Căn cứ tình hình thực tế, dự báo trong thời gian tới, khả năng xâm nhập dịch bệnh Ebola từ Congo vào nước ta là thấp do dịch chủ yếu xảy ra tại khu vực hẻo lánh của Congo. Sự giao lưu thương mại giữa Việt Nam và Congo hiện rất ít, song không loại trừ có thể ghi nhận trường hợp bệnh Ebola về từ vùng có dịch vào nước ta. Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh Ebola xâm nhập, các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh triển khai giám sát tại cửa khẩu và tại các bệnh viện nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola, đặc biệt là những người có tiền sử về từ vùng có dịch. Các bệnh viện tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, sẵn sàng khu vực cách ly thu dung, điều trị ngay cả khi phát hiện trường hợp nghi mắc Ebola tại Việt Nam. Rà soát lại kế hoạch hành động và các hướng dẫn chuyên môn về phòng chống, đáp ứng với dịch bệnh do virus Ebola, thường xuyên cập nhật và chia sẻ tình hình dịch bệnh Ebola tại Congo và tại các nước trên thế giới, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí để đưa tin phù hợp, chính xác với tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, từ bãi biển Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhìn ra phía Tây, người ta sẽ thấy một hòn đảo xanh lam nổi lên giữa biển như một chiến hạm đang chấn giữ ngoài khơi. Đó chính là đảo Cồn Cỏ hay còn có tên gọi khác là đảo Con Hổ, đảo Hòn Mệ. Đây là hòn đảo nằm ở vị trí tiền tiêu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giành độc lập dân tộc. Trong thời bình hôm nay, quân dân trên đảo đang nỗ lực từng ngày thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương gắn với phát triển du lịch và kinh tế biển. Bằng những nỗ lực không ngừng của chính quyền tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tháng 8 năm 2017, người dân huyện đảo Cồn Cỏ vui mừng đón nguồn điện lưới quốc gia, chấm dứt những ngày tháng chỉ có điện 2 tiếng mỗi ngày. Từ khi có điện, cuộc sống của người dân đã có nhiều khởi sắc, những thiết bị máy móc phục vụ xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, hàng quán được đưa vào đảo hoạt động hết công suất, tạo tiền đề cho phát triển dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi của khách du lịch khi đến đảo. Ngày xưa điện có mấy tiếng thì mình sinh hoạt, nhưng khi phải canh giờ, canh thời gian, bắt cơm, bắt nước, mình phải canh thời gian. Nhưng bữa nay là có 24/24 thôi, chứ thấy cuộc sống thấy mình đỡ phải ấy hơn. Nước nối đây cũng, ngày xưa thì nước thì cũng khó lắm. Nhưng bữa nay là nước người ta cũng cấp về, nhưng lúc chừng nào hết thì mình bảo thì người ta vẫn cấp về cho đầy đủ. Có điện, có nước sạch, chính quyền huyện đảo Cồn Cỏ cũng mạnh dạn đầu tư phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ du lịch và sản phẩm du lịch mới. Trong đó, chú trọng đến phát triển một số đặc sản của đảo. Trong năm 2017, huyện đã thử nghiệm sản xuất hơn 100 lít nước mắm theo cách làm truyền thống của người dân, mua sắm trang thiết bị làm nước đóng chai, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Cồn Cỏ. Năm 2018 của huyện đảo Cồn Cỏ là tiếp tục triển khai cái đề án mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ. Đặc biệt là chúng tôi chú ý đến cái phương tiện vận chuyển, hỗ trợ cho người dân một số cái mô hình, trong đó là nâng cấp các cái cơ sở phục vụ, các cái cơ sở lưu trú, cái thứ ba là các cái dịch vụ, rồi các cái qua hàng qua lưu niệm để phục vụ cho khách du lịch. Việc chú trọng hoàn thiện hạ tầng, phát triển du lịch, từ đó cải thiện mức thu nhập và đời sống của người dân, được chính quyền đảo Cồn Cỏ xem là nhiệm vụ trọng tâm dài hạn, nhằm thu hút thêm người dân đến định cư, sinh sống tại đảo, tạo nên khối đoàn kết quân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch về tăng cường xử lý phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng vi phạm các quy định về an toàn giao thông, Trạm Cảnh sát Giao thông Quốc lộ 1A đang quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến phía Bắc, nhất là các điểm giáp danh với tỉnh Ninh Bình. Tại bến xe thị xã Bỉm Sơn, hơn chục phương tiện xe ô tô vi phạm chở quá tải trọng, xe hết hạn kiểm định, xe cơi nới thành thùng đã bị các tổ tuần tra xử lý lưu động
của trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A đưa về bãi xử lý. Để xử lý xe tải vi phạm, trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A đã thành lập 2 tổ thường xuyên và 3 tổ lưu động trên tuyến, khép kín địa bàn 24/24 giờ để phát hiện xử lý vi phạm bằng cân tải trọng xách tay và đưa về trạm cân thành công. Đa số các xe đều vi phạm tải trọng từ 30-50%, cá biệt có xe vi phạm trên 100% tải trọng. Do xử lý quyết liệt nên trong một tuần có tổ đã xử lý trên 200 triệu đồng. Do là cái đặc thù địa bàn giáp danh, địa bàn Bỉm Sơn có nhiều mỏ, có các cái nhà máy xí nghiệp nên là tình trạng xe chở vật liệu quá tải, đôi lúc lợi dụng việc anh em nghỉ giãn ca hoặc là nghỉ ngơi ăn cơm thì lén lút chạy. Trong thời gian tới thì phòng chúng tôi vẫn tiếp tục hai tổ công tác tuần tra ngoài khu vực bến địa bàn giáp danh Bỉm Sơn và Tam Điệp để xử lý nghiêm triệt để cái trường hợp xe quá tải. Theo quy định của Nghị định 46, phương tiện vi phạm chở quá tải từ 10% đến 30%, lái xe sẽ bị phạt 900.000 đồng, chủ xe bị phạt 3 triệu đồng. Nếu xe của công ty sẽ bị phạt 6 triệu đồng. Vi phạm tải trọng từ 30 đến 50%, lái xe bị phạt 4 triệu đồng, chủ xe 7 triệu đồng. Nếu xe của doanh nghiệp là 14 triệu đồng. Vi phạm từ 50 đến 100%, lái xe bị phạt 4 triệu, chủ xe cá nhân 18 triệu, nếu xe doanh nghiệp phạt 36 triệu. Nếu tải trọng vượt từ 100 đến 150%, lái xe bị phạt từ 7,5 triệu đến 10 triệu, chủ xe cá nhân bị phạt 14 triệu đến 19 triệu. Nếu xe của công ty doanh nghiệp thì bị phạt từ 34 triệu đến 38 triệu. Ngoài ra các trường hợp vi phạm tùy theo mức độ, lái xe sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.